Theo số liệu thống kê, năm 2021, tổng sản lượng thép toàn ngành đạt 30,8 triệu tấn, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thép Hòa Phát cung cấp cho thị trường 8,8 triệu tấn các loại. Thị phần thép Hòa Phát đạt 36,3% tính cho đến hết tháng 1 năm 2022, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các doanh nghiệp thuộc ngành. Vị thế ấy là minh chứng cho thành quả nỗ lực của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, được khẳng định qua chất lượng trên từng sản phẩm thép xây dựng đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia 5 lần liên tiếp. Sở hữu nhiều sản phẩm ngành thép đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư vào chất lượng sản phẩm, tập trung vào các công nghệ mới, cải tiến, nâng cấp thiết bị. Không những vậy, doanh nghiệp còn tích cực hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị công nghệ luyện kim, phân tích chất lượng lớn trên thế giới như tập đoàn Danieli Italia, SMS Cộng hòa Liên bang Đức hay Instron của Mỹ. Được sản xuất theo quy trình khép kín, từ nguyên liệu đầu vào là quặng thô cho đến sản phẩm cuối là thép thành phẩm, tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất thép theo công nghệ lò cao khép kín đều được doanh nghiệp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ngay từ nguyên liệu đầu vào là quặng sắt, than cốc và các phụ gia khác. Từng công đoạn trong chuỗi quá trình đều được xây dựng và đúc kết quy trình sản xuất cụ thể, kiểm soát chi tiết từng thông số. Đây là đặc điểm rất quan trọng, thuận tiện cho bộ phận giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm, cũng như điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu mới của sản phẩm. Tất cả các cái nguyên liệu thô và các cái bán thành phẩm trên các cái công đoạn sản xuất thì đều được kiểm soát chất lượng theo những cái quy trình thống nhất. Và nhờ vậy mà cái sản phẩm cuối cùng của chúng tôi thì luôn đảm bảo cái chất lượng và cái độ đồng nhất theo cái chất lượng mà đã được công bố. Đấy, thì trong những năm vừa qua thì sản phẩm của chúng tôi đã được thị trường trong nước cũng như là các cái thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, Nhật, Canada, Úc người ta ghi nhận và tiêu thụ trên các cái thị trường như vậy. Đặc biệt, để sản phẩm đảm bảo về chất lượng trước khi được phân phối ra thị trường, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 và phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025. Những sản phẩm thép được kiểm soát đồng nhất về chất lượng với đa dạng chủng loại như phôi thép cuộn cán nóng, thép thanh, thép đặc biệt đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của các công trình xây dựng lớn nhỏ trên khắp cả nước, vươn mình trở thành sản phẩm đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia 5 lần liên tiếp. Chứng nhận thương hiệu quốc gia là một sự bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm Hòa Phát không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thị trường vươn ra thế giới. Song hành cùng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ, hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp còn tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên của mình. Trong quá trình làm việc tại tập đoàn thì người lao động thường xuyên được đào tạo nâng cao tay nghề thông qua các cái hình thức là đào tạo trực tiếp. Chúng tôi có một cái lợi thế là các nhà máy đã ra đời từ rất là lâu nên là người lao động mới được tuyển dụng vào thì được đào tạo tại những cái nơi mà đã sản xuất. Khi mà bắt tay vào công việc chính thức thì được thuần thục ngay. Và cái việc thuần thục trong cái quá trình vận hành thiết bị sản xuất ấy cũng giúp cho chất lượng của sản phẩm được khẳng định và duy trì ổn định. Hướng tới mục tiêu lọt top 30 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới từ năm 2025, nâng sản lượng thép lên 14 triệu tấn, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đang tiếp tục đầu tư vào quy mô sản xuất lớn, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao từ thị trường với những chiến lược đầu tư bài bản. Cùng uy tín và lợi thế từ chứng nhận thương hiệu quốc gia, tập đoàn Hòa Phát đã trở thành thương hiệu có vị thế vững mạnh không chỉ ở Việt Nam và cả trên thị trường quốc tế. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.